Hello mọi người, lại là Thanh đây. Thì như các mọi người đều thấy thì hôm nay Thanh sẽ review, cũng như cái tiêu đề ở dưới là Thanh nói là hôm nay Thanh sẽ giới thiệu tới mọi người một cái sản phẩm khẩu trang của Việt Nam chúng ta. Thì theo mọi người cũng biết là hổm rày chúng ta đang ở trong cái tâm dịch là lần thứ tư rồi. Cái dịch lần này thì nó có vẻ là nó nhanh hơn và nó chuyển biến phức tạp hơn rất là nhiều luôn. Thật tiện thì hôm nay là khi Thanh quay cái clip này thì sáng nay thì cô giáo của bé Chủ Bi cũng đã có thông báo là toàn bộ là học sinh cũng là sẽ tạm nghỉ hè sớm. Năm nay sẽ cho các bé nghỉ hè sớm, tạm nghỉ hết. Tại vì tình hình dịch bệnh như thế này thì không nên tụ tập đông người, các bé cũng nên ở nhà thì sẽ tốt hơn, hạn chế đi chơi, hạn chế du lịch các kiểu. Thì Thanh cũng công việc thì cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà cái chính là mình lo trong những cái khoảng thời gian này thì mình lo tới sức khỏe là nhiều hơn. Thì Thanh cũng có lên tìm hiểu thông tin các kiểu để mà tìm hiểu những cái gì mà bảo vệ tốt cho sức khỏe gia đình mình. Thì từ trước tới nay Thanh hay giới thiệu với mọi người là những cái sản phẩm mà bảo vệ sức khỏe từ bên trong, như là vitamin, thực phẩm chức năng, hay là những cái thuốc, hay là những cái loại tăng đề kháng. Thì hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm khác, đó là cái sản phẩm bảo vệ mình từ bên ngoài, đó là khẩu trang. Mà Thanh không review những cái sản phẩm khẩu trang từ nước ngoài nữa, mà hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm mà là của Việt Nam chúng ta. Thì như mọi người cũng biết là Việt Nam chúng ta đó là chống dịch rất là tốt luôn. Các bác sĩ nhà nước làm những cái công việc của họ cực kỳ tốt. Thì nên chúng ta cũng nên là vừa hỗ trợ đất nước với lại vừa bảo vệ sức khỏe chúng ta, bằng cách là chúng ta nếu không có việc á, thì chúng ta không đi lại nhiều, hoặc khi ra ngoài á, chúng ta chịu khó là mình đeo khẩu trang, luôn luôn là đeo khẩu trang khi bước ra khỏi nhà, và mình dùng cái mà xịt khuẩn rửa tay rất nhiều. Thì cái xịt khuẩn rửa tay khô thì Thanh cũng có giới thiệu vài dòng của Úc rồi trên Facebook và Instagram rồi. Thì hôm nay Thanh không có giới thiệu những cái sản phẩm mà rửa tay khô nữa, mà Thanh giới thiệu với mọi người một sản phẩm mà Thanh tìm hiểu kỹ và Thanh thấy rất là ưng ý trong thời gian hổm rày là Thanh có tìm hiểu sản phẩm này. Thì những cái sản phẩm đó là Thanh đang để dưới đây cho mọi người coi. Thì cái sản phẩm khẩu trang này á là khẩu trang của hàng Việt Nam, của công ty Việt Nam sản xuất hoàn toàn luôn, chứ không phải là công ty nước ngoài hay là xách từ đâu về hết. Thì Thanh đang cầm trên tay đây là cái sản phẩm khẩu trang là VG Pro Mask đây, cho mọi người thấy đây là khẩu trang của Việt Nam, nhưng mà cái bao bì thì Thanh cực kỳ rất là ưng ý luôn. Thì mọi người cũng biết là tuy là nó là khẩu trang Việt Nam, nhưng mà người Việt Nam mình sản xuất cũng rất là nhiều loại. Có những loại mà giống như mình đi ngoài đường mình thấy người ta vẫn bán á, là 25.000, tầm 25.000 trở lên, vài chục ngàn thôi một hộp 50 cái. Thì mọi người cũng biết là cái giá thành như thế nào, thì cái chất lượng đổi lại nó cũng sẽ ngang tương xứng với cái giá thành, chứ mình không thể nào mà mình mong mà cái chất lượng nó sẽ mà hoàn hảo tuyệt vời hay là diệt khuẩn tối đa. Thì đó là những cái khẩu trang mình có thể tạm thời mình che nắng che bụi, nhưng mà với những cái mà bụi siêu nhỏ hoặc là những cái vi khuẩn đó, thì mình tin chắc mọi người cũng đều biết là những chiếc khẩu trang đó thì nó không có bảo vệ mình được trước vi khuẩn hay là những cái hạt bụi siêu mịn siêu nhỏ. Thì vì thế hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người cái khẩu trang này mà Thanh đã tìm hiểu rồi và cũng đã test qua, thấy rất là ưng ý cái khẩu trang này luôn. Ở đây Thanh có 1, 2, 3, 4 loại để mà hôm nay giới thiệu với mọi người. Cái loại đầu tiên Thanh cầm trên tay á, Thanh sẽ nói sơ ha. Đây là cái khẩu trang y tế, như một cái khẩu trang y tế bình thường, kiểu dáng y tế bình thường. Còn cái loại này hồi nãy Thanh có cầm bên hông, thì cái đây là cái khẩu trang mà mọi người hay biết là N95 ấy, cái khẩu trang chụp vô miệng mà các bác sĩ cũng hay dùng á đó. Đó, để mà chia có thể lọc bụi siêu mịn đó. Còn cái thứ ba là cái hộp này đây, cái hộp này là khẩu trang y tế cho các bé. Cuối cùng là Thanh sẽ giới thiệu với mọi người cái sản phẩm này, đây là cái khẩu trang vải, nhưng mà bên trong nó có những cái màng lọc để mà lọc vi khuẩn, lọc bụi các thứ. Nhưng mà cái khẩu trang vải này mình có thể mà mình gỡ cái màng lọc ra rồi mình giặt cái khẩu trang vải để mình có thể tái sử dụng.
lên nhiều lần thì nó sẽ rất là tiết kiệm hơn là sử dụng cái khẩu trang y tế không. Đấy. Thì hôm nay Thanh sẽ review và mở ra cho mọi người cùng tham khảo với Thanh. Đầu tiên là cái này ha. Cái này á thì đây, ở phía trước á là thông tin sơ là bảo vệ tuyệt đối nè, bụi kể cả bụi PM 2.5 nhỏ hơn và cái hiệu suất lọc khuẩn là 99.8%. Mọi người có bao giờ mà hỏi là tại sao mà khẩu trang của nước ngoài á, cái giá thành so ra nó rất mắc hơn của Việt Nam không? Không phải là phải nó hiếm hơn hay là nó có cao siêu cái gì hết, nhưng mà tại vì á, đặc biệt á, khẩu trang để mà xuất khẩu ra nước ngoài á, là phải lọc được vi khuẩn, và vi khuẩn á, phải lọc tầm trên tầm phải là 80% trở lên thì ở nước ngoài để mà lọc vi khuẩn á, như vậy nó mới đạt chuẩn. Và thường á thì khi mà là để mà lọc được cái vi khuẩn 80% trở lên á thì một cái khẩu trang y tế mình cần á, đó là một cái lớp gọi là cái lớp melblown. Thì cái khẩu trang này á, là khẩu trang Thanh đang cầm trên tay, thì phía sau cũng nó là thành phần là ba lớp vải lọc không dệt và một lớp melblown lọc khuẩn. Thì cái lớp melblown này á thì Thanh cũng có tìm hiểu á, thì ở trên đây nó người ta nói những cái thông tin về cái lớp melblown thì Thanh sẽ đọc cho mọi người cùng tham khảo thêm ha. Melblown là một cái loại vải không dệt siêu mịn với thành phần 100% tơ sợi polypropylene gọi là BP, được sản xuất với quy trình đặc biệt bằng kỹ thuật thổi nhựa nóng chảy sẽ tạo ra những lớp vải melblown có thể lọc khuẩn đạt 99,9%, giúp kháng nước nè, chống bụi, chống mùi hôi, được mệnh danh là lá phổi của khẩu trang y tế kháng khuẩn. Thì mọi người có thể mà lên Google search những cái thông tin mà Thanh nói nhá, về những cái như là cái lớp melblown coi là Thanh nói đúng không, tại vì Thanh là cũng là tìm hiểu thông tin chứ mà chắt lọc thông tin chứ không phải là cũng tự nói ra nữa. Thì cái khẩu trang y tế này đặc biệt là nó có cái lớp melblown thì nó sẽ giúp chúng ta kháng khuẩn, còn những cái khẩu trang y cái vì nó là cái lớp kháng khuẩn rất là tốt luôn, là cái thành phần chính để tạo nên một chiếc khẩu trang y tế tốt. Bởi vậy nếu mà những cái mà khi sản xuất ra cái giá thành nó cũng sẽ cao hơn, nên những cái khẩu trang mà bình thường, những cái khẩu trang mà rẻ tiền á thì chắc chắn là sẽ không có, nên cái này á nó sẽ là cao hơn những cái khẩu trang bình thường. Nhưng mà nếu nói cao hơn thôi, nhưng mà thật ra nó vẫn là cái giá nó rất là vừa phải chứ nó không phải là mắc. Giống như cái hộp khẩu trang Thanh Anh cầm trên tay đây á thì là giá của nhà sản xuất đưa ra, là của chính công ty đưa ra, thì bên Thanh cũng chia sẻ lại với mọi người y chang như vậy. Thì là một hộp như thế này 20 cái khẩu trang thì là giá là 100 ngàn, 99 ngàn 100 ngàn đó, là 20 cái. Thì nếu mà mình chia ra nhờ thì 10 cái là 50 ngàn, thì là 5 ngàn một cái. 5 ngàn một cái. Chứ còn những cái loại mà hai mươi mấy, ba mươi mấy ngàn mà 50 cái thì mọi người cũng biết rồi, nó rất là thấp luôn. Nổi cái tiền mà vải không dệt thôi nó cũng đã bốn lớp ba lớp rồi đó, thì nó lại không không thể nào có đủ chi phí để nó có một cái lớp melblown để mà bảo vệ sức khỏe mình, để mà lọc vi khuẩn đồ. Nên nói ra thì nó mắc hơn những cái loại bình thường thôi, nhưng thật sự là nó vẫn rất là rẻ hơn những cái loại khác. Thanh thấy có nhiều loại sẽ là mắc đắt hơn rất nhiều, và hiện tại thì bộ quản lý thị trường á, cục quản lý thị trường cũng đâu có cho mà mọi người là tăng giá khẩu trang bất hợp lý hay là đầu cơ tích trữ hay là bán giá cao bất ngờ đâu. Với lại bây giờ cũng đâu còn ai mà chạy cuống cuồng đi mua khẩu trang nữa, nên mọi người cứ mà chắt lọc thông tin. Tại vì khẩu trang này đó thì cũng có công ty đầy đủ nè, trang web của công ty đầy đủ rồi, mọi thông tin, mọi giá cả đều có trên đó hết. Thì mọi người có thể mà đặt từ thẳng công ty hay là đặt từ bên Thanh cũng được, đều có một cái mức giá y chang nhau, tại vì bên Thanh cũng trực tiếp là ký hợp đồng lấy hàng trực tiếp từ công ty, nên á cái giá cũng sẽ là cái giá của công ty thôi mọi người nha. Thì Thanh sẽ mở ra cho mọi người xem cái hộp. Thì đây Thanh sẽ lấy một cái ra để mà Thanh cho mọi người xem thử ha. Đây. Cái này thì
sẽ có màu trắng và màu xanh nha mọi người. Cái màu trắng á, thì Thanh thấy để là hai lớp vải không dệt và một lớp Melblow, và cái màu xanh là để ba lớp vải không dệt và một lớp Melblow. Thì cái quan trọng nhất là cái lớp Melblow. Còn hai lớp vải hay là ba lớp vải không dệt bình thường á thì tùy mọi người thích có bao nhiêu lớp, thì mọi người có thể nhắn Thanh để mà Thanh lấy cái đó cho mọi người ha. Đây là một cái lớp. Cái khẩu trang này khi mà sời thích lắm. Thanh có mua một cái hộp. Một cái hộp này Thanh mua ở ngoài vỉa hè bán, thì bán một cái hộp này là 25 ngàn. Thanh mua cái hộp này hình như là 25 ngàn, thì phải 20 mấy ngàn đó. Ba để là 4 lớp và 50 cái. Made in Việt Nam nhưng mà sao chữ này? Để là đây. Đây. Sản phẩm này á, tuy là khẩu trang rẻ tiền nên nhà sản xuất của cái khẩu trang này cũng ghi rất đầy đủ là ứng dụng là để phòng thẩm mỹ, môi trường công nghiệp, sử dụng chống bụi hàng ngày chứ không để làm chống vi khuẩn hay là bụi siêu mịn hay như thế nào, cũng có tem. Đây. Thanh sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Thì ngay cả các nhà sản xuất họ cũng là không có để những cái thông tin y tế gì hết, nên là mình biết là cái sản phẩm này bên trong thì nó sẽ có, mình nghĩ là chắc 5 gói. 5 gói như thế này, 1 gói là 16. Thì ở trên clip thì mọi người chắc sẽ không nhìn thấy được cái sự khác biệt đâu, chứ các cũng thấy thì cái này nhìn nó đẹp hơn thôi đúng không, chứ không có mà sờ tận tay mới biết được là cái này nó nhám hơn rất nhiều. Và đặc biệt là tuy là mình mới mở ra thôi thì cái lông, cái vải ép của nó đó, nó cũng bị bung lên nè. Bởi vì nếu mà bình thường á, nếu mà Thanh xài những cái sản phẩm này á thì rất dễ bị ngứa mũi luôn mọi người, tại vì những cái vải dệt của nó bị xù lên á, rất dễ bị ngứa mũi luôn. Còn cái này thì thực sự là cái rờ do rất là mịn và mình sẽ không thấy những cái vải nó mọc lên rất là nhiều. Khi đeo vô thì cảm giác rất là dễ chịu và nó mịn mềm, không có mùi lạ, không có mùi nhựa hay là không có những cái mà lông như là những cái khẩu trang thường. Mặt Thanh thì tương đối nó cũng vừa vừa, cũng nhỏ chứ không to lắm, nên nó che được tới gần tới cổ, nên những người mà mặt lớn hơn á thì có thể là đeo vẫn che hết được gương mặt á, chứ cũng không bị mà thiếu đâu mọi người. Thì đây là cái khẩu trang của công ty VG Pro Mask, còn cái VGH, còn cái này là khẩu trang thường, thì Thanh sẽ mổ xẻ hai cái ra như thế nào cho mọi người xem ha. Thanh có chuẩn bị vũ khí. Mình cắt cái khẩu trang thường. Đẹp. Cắt đẹp quá, đừng cắt đẹp quá. Còn đây là cái khẩu trang GH. Cái đường nhựa bẻ ở trên nó có hai cái thép, hai cái lõi thép. Còn cái này thì nó chỉ là cái nhựa không thôi, nó không có lõi thép hàng chi. Cắt cái này nó hơi khó. Thì Thanh mở cái lớp này ra thì có một lớp vải không dệt bên đây và một cái lớp vải không dệt bên đây nữa, và bên trong chính là cái lớp Melblow này. Đắt giá ở chỗ cái lớp này nè mọi người. Để Thanh mở bên đây coi nha. Bên đây thì một lớp vải không dệt, hai lớp vải không dệt, ba lớp vải không dệt và bốn lớp vải không dệt, hoàn toàn chỉ là những lớp vải không dệt thôi. Đây, hai lớp màu trắng bên trong nè, mọi người thấy không? Xong rồi hai lớp bên ngoài, nó chỉ là những cái lớp vải không dệt thông thường thôi. Có thể là nó sẽ che đi được những cái mà giống như là những cái đơn giản như là trên bao bì cũng nói là dùng trong thẩm mỹ, dùng tránh bụi hàng ngày thôi, còn bụi siêu nhỏ hoặc là vi khuẩn thì hoàn toàn không. Còn tại sao Thanh nói là đắt giá ở cái lớp Melblow này á, thì cái lớp Melblow này á, nó là do sợi nhựa nóng thổi thành và các nguyên liệu để mà làm nó thì cũng đắt.
Và đặc biệt nữa đó, thì cái lớp này á, khi mình thở á, thì cái không khí nó xuyên qua được, nhưng mà những cái hạt bụi siêu nhỏ hay là những cái tia nước bọt siêu nhỏ không thể nào xuyên được, và đặc biệt không thấm nước. Mọi người biết lý do tại sao mà chúng ta phải đeo khẩu trang để chống dịch không? Tại vì á, khi mà chúng ta nói chuyện á, hoặc là chúng ta hắt xì á, thì cái nước bọt trong miệng chúng ta đó, gọi là nước miếng á, nó sẽ là bay đi ra ngoài, nó sẽ lan tỏa đi, mình sẽ không thấy vào được bằng mắt thường, nhưng mà nó sẽ đi theo không khí, nó bay ra ngoài khi mà mình nói chuyện như thế này, như là Thanh đang nói chuyện như thế này, thì là một cái lượng nước bọt siêu nhỏ nhỏ xíu luôn, nó sẽ bay ra không khí, và cái người đối diện của mình cũng đang hít thở, đang nói chuyện, thì nó sẽ bay vô người đó, sẽ làm gây bệnh như đó. Còn nếu mình đeo khẩu trang kỹ lưỡng hơn thì thứ nhất là mình sẽ không phải hít những cái mà nước bọt do người khác nói chuyện ra, hay là khi người ta hắt hơi mình sẽ không phải mà hít những cái nước bọt đó, thì nó sẽ không gây nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là khi mình hắt xì á, mình đó đeo khẩu trang này rồi, nó cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người, vẫn không có mà gây cho mọi người cái sự mà khó chịu. Thì nó là cái lớp neoplo này, đây một lớp giải không dịch bên đây, một lớp giải không dịch là cái lớp neoplo này, thì nó không phải là cái lớp trong trong mọi người nha, nó đục luôn á. Thì thành ra giải phẫu cái em thường và cái em xịn, thì rõ ràng là cái em này nó rất là ok hơn cái em này, dù cho là mình sờ mình xài thử hay là để mà cho phòng chống bụi, chống vi khuẩn. Thì ở đây là ở đây trên bao bì nhà sản xuất vẫn có ghi là ngăn ngừa dị vật nè, bụi mịn và siêu mịn PM 2.5, khói nè, phấn hoa, vi khuẩn và virus trong không khí. Thì tất cả những cái mà công bố của nhà sản xuất đã in trên sản phẩm thì cũng đều có giấy công bố, đều có giấy lưu hành của nhà nước đầy đủ, và cả giấy FDA của Hoa Kỳ để mà chứng minh là cái sản phẩm này nó đạt các công dụng như những gì nó đã quảng cáo. Thì tiếp theo mình sẽ mở tiếp cho mọi người coi cái này. Cái này chính là cái khẩu trang mà mọi người hay gọi là cái khẩu trang N95 ấy. Thì đây rồi, hay là VG95 á. À, đây, không cần. Có một cái đường. Thành mở cho mọi người coi, thì đây. Đây là một cái khẩu trang 5 lớp nha mọi người, khẩu trang mà các bác sĩ trong bệnh viện hay sử dụng á, hoặc là những cái chiến sĩ chống dịch á, thì họ hay sử dụng cái này, vừa dễ thở mà nó lại rất là dày và chống bụi rất là tốt. Thì ở trên bao bì cũng có ghi lá chắn tối ưu giúp bảo vệ hô hấp, ngăn ngừa dị vật, bụi mịn và siêu mịn đến PM 0.3 luôn, chứ không phải là 2.5 nữa mọi người nha, mà là 0.3 luôn. Khói, phấn hoa, vi khuẩn và virus trong không khí nhờ hai lớp Melplo. Hai lớp Melplo là mọi người biết rồi, một lớp nó đã có thể lọc 99,8 rồi, thì hai lớp Melplo này nó lọc hơn hẳn 99,99% luôn. Đó, thì hai lớp Melplo và ba lớp vải không dệt thông thường nên khẩu trang VC95 được cấu tạo từ 5 năm lớp vải lận. Đây là cái mặt trước nè mọi người nha. Đây là mặt sau. Cái sản phẩm này nó có ở đây nè. Vì là cái sản phẩm sẽ để ôm sát vô cơ thể, nên sẽ có một cái miếng xốp ở đây để mà ôm vô cái mũi mình không bị đau nếu mình sử dụng lâu. Ở đây thì có cái nút chỉnh để mà mình chỉnh làm sao cho vừa cái tay mình, để mà không rộng, không có chật, để mà che đều cái mặt của mình luôn. Thế là như vậy. Thì mình thấy là rất là ôm kín mặt, cực kỳ kín luôn á mọi người ơi. Đây nhé. Trong các khẩu trang của VG, thằng thích nhất là cái này, nó vừa ôm kín mặt nhưng mà nó lại cao cái này nè, nó làm cho mình dễ thở chứ mình không có bị ngộp thở. Nhưng mà chắc chắn cái này thì nó sẽ rất là an toàn, hay nó không hở một chút xíu nào luôn. Mình thấy sợ nè, nó ôm sát cho cái gương mặt, vậy gương mặt Thanh nó nhỏ nó dư dưới đây, với cổ nó che hết cái phần cằm Thanh tới đây luôn. Nên những người mà gương mặt to hơn vẫn không sợ là sẽ bị thiếu đâu.
Những bạn mà nếu mà mình có công việc mình phải đi tới đi lui nhiều á, hoặc là đi ra sân bay rồi á, thì Thanh khuyến cáo mọi người là nên sử dụng những cái sản phẩm khẩu trang, như là cái khẩu trang Thanh đang cầm trên tay là 95, VC95 như thế này để mà bảo vệ sức khỏe mình tốt hơn. Cái tiếp theo Thanh nói là đây là cái khẩu trang cho em bé, thì nó là cái khẩu trang y tế bình thường cho em bé. Thanh có hai cầm hai hộp trên tay khẩu trang cho em bé, thì nó cũng là sẽ có màu trắng và màu xanh. Và khẩu trang em bé thì cấu tạo từ 3 lớp vải không dịch, trong đó sẽ có một lớp là meo blau lọc khuẩn, ngăn ngừa dị vật, bụi mịn, siêu mịn, khói, phấn hoa, vi khuẩn và virus trong không khí. Thì nếu mà các bé có đi học hay là cần đi ra ngoài ấy với ba mẹ thì mình cũng nên sử dụng khẩu trang cho em bé. Đặc biệt nữa đó, thì Thanh thấy các ba mẹ hay sử dụng khẩu trang của người lớn cho các bé, đó là mình buộc cái dây nó ngắn lại rồi cho các bé đeo, thì Thanh thấy như thế là thật sự không nên. Tại vì mọi người biết sao không, cái mặt của bé rất là nhỏ, cái khẩu trang của mình rất là to, dù mình có buộc cái dây nhỏ lại thì cái khẩu trang nó rất là to, nó sẽ bị dư bên này, dư bên này, dư trên, dư dưới rất nhiều. Thứ nhất là nó rất hay chạy vô mắt, khó chịu cho bé. Thứ hai nữa đó, khi nó dư ra như vậy á, nó không có ôm sát vô cái mặt của bé được đó, thì nó sẽ không có thể nào mà nó giúp bé mà phòng chống được cái vi khuẩn hay cái bụi mịn, những cái vi khuẩn hay bụi nó vẫn có thể len lỏi vô. Thì cái hộp của bé như thế này cũng rất là mềm luôn mọi người, nó vẫn có cái logo in của VGA này, thì rất là nhỏ. Cái dây nhỏ này những bé nhỏ quá thì mình vẫn có thể mình buộc lại được, nhưng mà nó vẫn là cái khẩu trang nhỏ để mà vừa với gương mặt bé hơn, chứ mình đừng có mà dùng cái khẩu trang người lớn. Thanh cho mọi người coi khẩu trang người lớn nhé, đang cầm đâu rồi, cái kia cắt rồi đây, thì nó to hơn rất là nhiều luôn. Thì khi mà nó to hơn như vậy á, thì bé đeo vô nó sẽ bị dư rất là nhiều, rồi vi khuẩn cũng sẽ len lỏi vào, nó sẽ không tốt. Bên trong hộp thì có một cái tờ giấy đây, tờ giấy giới thiệu về sản phẩm, và đặc biệt là mỗi sản phẩm đều có những cái mã code, mã QR code như thế này để mọi người có thể quét. Tất cả sản phẩm đều có cái mã code quét như thế này, mã QR để mọi người quét, thì quét sẽ lên cái trang Facebook chính thức của công ty luôn. Đó là công ty sản xuất ra cái này. Có cả trang web thì mọi người có thể lên trển tham khảo, và có tất cả các giấy chứng nhận đều ở trên trang web đầy đủ hết. Thì bên Thanh sẽ là nhà một trong những nhà phân phối trên online của sản phẩm VGA Smart này. Cuối cùng là Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm. Đây là cái sản phẩm mà khẩu trang bằng vải. Bên ngoài thì thiết kế rất là xinh xắn luôn. Thật ra cái này mà nên mùa dịch này mình đem đi tặng nó vẫn là rất ok đó mọi người ơi. Người nhận chắc cũng rất là thích luôn. Thì bên ngoài có thể, bên ngoài có ghi là loại bỏ SARS-CoV-2 trên bề mặt trong 5 phút, công nghệ từ Thụy Sĩ, khả năng vô hiệu hóa vi khuẩn và virus. Là cái bề mặt vải này đó, nó có cái khả năng vô hiệu hóa cái virus. Khi mà virus nó bám vào cái bề mặt vải này thì cái bề mặt vải đó nó có thể tồn tại trong 30 lần giặt, có nghĩa là tầm 30 lần giặt thì cái vải đó nó mới hết cái khả năng mà tự tiêu diệt vi khuẩn ở trên cái lớp bề mặt của cái lớp vải này. Thì nó có size S, size M, size L, và nó có màu màu đen, màu xám, màu vàng, màu hồng, màu xanh nha trời. Thì ở đây Thanh đang cầm trên tay là một cái này là size L màu hồng. Thanh có để ở đây một cái màu hồng size M nữa, thì nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Còn những bé nhỏ hơn thì Thanh nghĩ nếu những bé tầm 10, 10 tầm 12 tuổi, tầm cấp 1 đó thì có thể dùng size S nữa. Size Thanh không để sẵn đây. Đây. Hai cái Thanh cho mọi người, bên trong nó cũng có hộp như thế này rất là đẹp luôn. Nhìn như quà tặng ấy nhỉ. Thì mỗi một cái khẩu trang này bên trong á sẽ đi kèm là ba tấm lọc than hoạt tính. Thì cái tấm lọc này á, là
trong đó là 4 lớp lọc, là 2 lớp vải lọc PP, 1 lớp vải lọc PP Melt Blau và 1 lớp than hoạt tính. Một cái giới thiệu về sản phẩm bên trong, hai cái lõi lọc để thay thế, và một trong mỗi cái khẩu trang á, thì cũng sẽ có một cái lõi lọc trong đây. Mỗi một lúc mà mình giặt cái khẩu trang á, mình sẽ để cái lõi lọc này ra ngoài, và khi mình sử dụng lại, một cái lõi lọc này á, mình tùy theo mình sử dụng ít hay nhiều, mình có thể sử dụng mà 1 tuần 2 tuần, hoặc như là lên tuổi thọ cái lõi lọc nếu mà mình sử dụng không quá nhiều, không quá liên tục, và đặc biệt là không bị thấm nước, thì mình có thể sử dụng tối đa tới 1 tháng một cái lõi lọc này mọi người nha. Cái lõi lọc này là trong đây cũng là 4 lớp, 2 lớp vải không dệt, 1 lớp than hoạt tính và 1 lớp melt flow. Mình đang cầm trên tay là một cái khẩu trang, thì ở hai bên nó cũng đều có cái nút chỉnh dễ thương quá, cùng màu với cái khẩu trang luôn. Việt Nam cố lên. Đặc biệt khẩu trang vải này không như những cái khẩu trang bình thường mà nó chỉ là một cái thôi, thì nó may ở trên ở dưới như thế này để mình có thể mà đeo sát vô khuôn mặt. Mặt Thanh khá nhỏ, biết gì nãy khui cái mờ nhỉ, dây to quá, siết dây lại. Nhiều, phải nói là cực kỳ êm luôn á mọi người. Hôm nay là cái ngày review khẩu trang, đeo thử khẩu trang gì, nãy giờ hình như Thanh đeo cái này là cái thứ ba rồi. Cái size L như nó hơi to so với cái gương mặt của Thanh. Cái này để Thanh cho anh xã Thanh xài, Thanh sẽ đeo cái size M cho mọi người coi nè. Nó sẽ thấy gương mặt của Thanh thì Thanh nó khá là nhỏ chứ nó không to đâu. Mình cứ khui ra mình đeo thử đi, từ từ mình cũng đeo thiệt hết thôi, chẳng sao cả. Một hộp là sẽ có 2 cái như thế này. Một cái miếng giới thiệu, đây giới thiệu những cái màu của khẩu trang đây. Thanh nghĩ là cái gương mặt Thanh nó sẽ hợp cái size M hơn, khá nhỏ, từ hồi đầu không khui thẳng size M nha. Chính xác là size M rồi các bác ơi. Ôm vô luôn, xịn luôn. Nhưng mọi người có thấy không? Ôi trời, đeo khẩu trang mình thấy là những đẹp gái là do cái khẩu trang đúng không mọi người, chứ đâu phải là do mình đâu. Đây khá là vừa dặn, thở cũng dễ nữa, thử ráng hít mạnh vô thì cũng thấy rất là dễ chứ không có bị mà khó thở. Đây là khẩu trang vải, thì cái lớp vải này có thể như trên bao bì có ghi là công nghệ từ Thụy Sĩ, có thể vô hiệu hóa vi khuẩn và virus trong vòng 5 phút. Và đặc biệt còn có thể tái sử dụng nữa, vừa tiết vừa bảo vệ môi trường mà vừa tiết kiệm kinh phí nữa. Phía sau nó cũng có in các màu nha mọi người nha, màu đen, màu xám, màu xanh, màu hồng, và cái màu này là giống như là màu vàng, không phải vàng đâu, nó nghĩ nó là một cái màu kem mà in hơi tối. Thì đặc biệt là trong các tất cả các dòng thì chỉ có cái dòng này là có cái than hoạt tính thôi. Mình bên trong, bên phía sau nó cũng có những cái thông tin giống như là địa chỉ công ty, nơi sản xuất, lô sản xuất, thời hạn sử dụng, các thông tin cần biết, thành phần, hướng dẫn sử dụng. Thì hôm nay Thanh giới thiệu với mọi người những cái sản phẩm này thì cũng rất mong là mọi người cũng sẽ bảo vệ sức khỏe của mình cho thật tốt, để mà có thể mà chống lại mùa dịch này, và có thể mà chúng ta cùng nhau đẩy lùi dịch tốt hơn, để mà công việc và chuyện học hành của các bé có thể mà tiếp tục trong một ngày sớm nhất, để mà Việt Nam chúng ta lại có thể có những ngày mà chúng ta có thể ăn mừng bóng đá thật là vui, thật là cùng nhau. Chứ bây giờ chơi một mình buồn quá.
Thì mọi người có cần thêm thông tin gì có thể mà nhắn trực tiếp cho Thanh hoặc comment bên dưới, Thanh có thể giải đáp thêm cho mọi người, hoặc gọi trực tiếp cho Thanh với số điện thoại là 0769845698 để mà Thanh báo giá luôn cái sản phẩm này nha mọi người, tại vì cái sản phẩm này là từ công ty qua có giá niêm yết rồi nên sẽ không có sợ mà giá xách tay, thì cái này không có cần xách tay từ đâu về hết, là đồ Việt Nam chất lượng cao của chúng ta. Thì giá của cái hộp khẩu trang 20 miếng này là giá nhớ là 199.000 đó, là giá từ công ty. Đây, cái hộp của em bé cũng vậy, cũng là 20 cái, giá ngang bằng hộp của người lớn nha. Xong rồi cái khẩu trang 95 này là 25.000, 25.000 một cái. Xong rồi cái khẩu trang vải này là giá 200.000 một cái, mình có thể sử dụng rất là lâu luôn, tại trong đó có là 3 miếng lọc. Một miếng lọc là mình dùng tối đa là mình được 1 tháng, còn nếu mình dùng ít hơn thì tầm nửa tháng, hoặc là dùng nhiều lắm luôn, hoặc là mắc mưa rồi mình dùng 1 tuần. Tùy theo cái lượt mình sử dụng dơ nó thì mình sẽ thay. Còn cái miếng và khẩu trang vải á, thì mình giặt được tối đa tới là 30 lần, không phải 30 lần thì nó hư, mà là 30 lần để nó hết cái tác dụng mà trên bao bì có ghi, đó là tự tiêu diệt vi khuẩn ở bên ngoài khẩu trang trong vòng 5 phút. Thì là 30 lần đó là mình sẽ sử dụng nó, là nó tiêu diệt được vi khuẩn. Còn mà sau 30 lần giặt đó thì mình vẫn xài hoài thôi, miễn là nó mình đừng có xé nó nó không có rách thôi mọi người nha. Thì mọi người cần thêm thông tin gì có thể mà liên hệ trên fanpage của Thanh trên Facebook, hoặc là nhắn tin trực tiếp Facebook của Thanh, hoặc là Instagram, Viber, Zalo các kiểu. Hôm nay nói cũng nhiều rồi, Thanh bye bye mọi người, sẽ hẹn mọi người vào một dịp khác nữa nha, bye bye.